Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giải trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái. Vào tối ngày 3 tháng 6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái lâu năm Tô Ngọc Viên Minh. Buổi lễ được tổ chức kín đáo nên những hình ảnh về quá trình chuẩn bị khiến dân tình càng tò mò. Mới đây, một tài khoản Instagram đã cập nhật hình ảnh vợ của Công Phượng và dàn bê tráp lên mạng xã hội. Dù đứng giữa dàn gái xinh, vợ sắp cưới của Công Phượng vẫn chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp và ấn tượng. Cô nàng chọn cách trang điểm theo kiểu rã tóc ngồi giữa truyền thống. Nụ cười rạng ngời trên gương mặt của cô cũng đủ nói là niềm hạnh phúc vô cùng. Vợ của Công Phượng hơn anh 2 tuổi. Cô nàng xinh đẹp kính tiếng này sinh năm 1993, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc Công Phượng và bạn gái làm lễ ăn hỏi khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, hội fan ruột thì chẳng thấy làm lạ. Hội fan cứng cũng nhanh chóng nhận ra rằng và sắp cưới của Công Phượng là một trong những admin của group Công Phượng FC, cũng như fanpage chính thức của Công Phượng. Cô nàng vẫn thường đăng bài lên group với tư cách là quản trị viên, nên fan cũng khá nhớ mặt. Công Phượng và vợ đã quen nhau được 6 năm, cô dâu vừa xinh đẹp giỏi giang lại rất được lòng fan của Công Phượng. Được biết, bố của cô nàng Tô Ngọc Viên Minh là ông Tô Di Lâm, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tô Di Lâm được bổ nhiệm vào chức vụ trên vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Ông sinh năm 1967, trình độ học vấn cao học, trình độ nghiệp vụ quản lý kinh doanh ngân hàng. Và vợ của Công Phượng, cô nàng đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó cô du học ở Bỉ, sau đó tiếp tục học đại học RMIT và có bằng thạc sĩ. Công Phượng và Viên Minh quen nhau từ năm 2014, trong chuyến tập huấn tại Bỉ của tiền đạo sinh năm 1995 cùng U19 Việt Nam. Các hai quen nhau hơn 6 năm, bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ khoảng năm 2016 và giữ kín đáo cho đến nay. Lễ đính hôn của Công Phượng và Viên Minh cũng được giữ kín địa điểm tổ chức, chỉ một số người bạn thân thiết mới biết được. Sau đó hai bên gia đình tổ chức tiệc tại khách sạn hạng sang Park Hyatt Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.